nóng, thông tin bên phía Cần Cần liên quan đến tội 331. Hiện tại vẫn chưa được công bố cái tên nào chính thức bị cấm xuất cảnh rời khỏi nơi cư trú, nhưng đã có khá nhiều gương mặt vàng trong làng mơ trẻ đã liên tục được điểm danh như Bình Mặt Mâm thì khả năng tới 100% là dính chưởng, Phượng Ve thì đồng phạm, theo sau là bà Sáu Bào, người đàn bà phi lý nhất Việt Nam, ông Bảy, bà Bảy Báo, hai vợ chồng, Cẩu Hùa và Thành Đơn Tì Bà, người đàn ông có máu dê con nít và đang được nhận bằng khen kèm theo giấy chứng nhận. Giờ thì sáng mặt nam như chưa, huynh đài. Sau tất cả, những nhân vật trên đã có cái kết sầu thương như ngày hôm nay là vì đâu? Vì con ve sầu tỷ tê đòi đồng sở hữu, vì mưu cầu danh phận của một kẻ tham lam. Ve đã quên đi rằng Loan mới chính là người được quyền thừa kế của cậu Năm. Ve mãi mãi muôn đời chỉ là đứa cháu họ Lê, dù có cổ công tranh giành, cuối cùng thì cũng thua mà thôi. Quay trở lại với Phượng Ve đời làm sao nói ngôi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, không ai cấm, dù gì cũng là cậu cháu với nhau, nhưng sao nói ngôi, nó chỉ đơn giản là nỗi nghiệp cầm ca của cậu, chứ không phải là thầu đám tang, là cướp thùng tiền phúng điếu, và rồi lại là chiêu trò đồng sở hữu với Hồng Loan. Số phận của mình là gà là vịt chỗ ngoại dòng thì làm sao mà so sánh với khổng tước Phượng Hoàng ở chỗ danh gia nội tộc. Nghe nói Ve được ăn học đàng hoàng nên chắc nãy giờ nói cái gì thì Ve đều hiểu rõ mà, đúng không? Và trước khi có kết quả cấm xuất cảnh, Phượng Ve hãy nghe và trả lời 5 câu hỏi sau đây sẽ tự hiểu vì sao mình cấm xuất cảnh. Và cụ thể 5 câu hỏi đó như thế nào, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính ngay sau đây. Thưa quý vị, sau khi thua tất tài chuyện pháp lý, có vẻ như phía Cần Cần đã không phục nên bây giờ đang chơi bẩn là lôi quá khứ ra để mà công kích nhằm thỏa mãn cái hảo thắng kiểu thua me gỡ bài cao. Ai mà chẳng có quá khứ từ Hồng Loan chị Ni đến tỷ tội nghiệp, đến ngạo đê tiện thành hấp diêm, còn xít xít bà thì miễn bàn. Nhưng nếu để ý trong drama này thì chỉ có duy nhất một thánh nữ là quá khứ tốt mịt. Không có phốt gì cả, đó chính là Phượng Ve. Ngoài cái tin đồn là phá thai năm 14 tuổi hay từng ăn cắp của cố nghệ sĩ trong phòng hóa trang thì đúng là quá khứ của Ve không có gì cả. Nhưng quá khứ không bị phát hiện, nhưng hiện tại thì không như vậy. Cả xã hội đang chờ bé Ve giải thích. Và sau đây là 5 câu hỏi mà Ve cần phải tự trả lời và kiểm điểm lại mình. Xem với những điều này, mình có xứng đáng để bị loại trừ hay không? 5 câu hỏi giúp Ve thức tỉnh, xin phép được bắt đầu. Câu thứ nhất, tiền thu chi quyên góp bản quyền hình ảnh trong đám tang là bao nhiêu? Câu thứ hai, chi phí của một show của Ve tầm 2 đến 3 triệu, Bích Trâm đã chứng minh thì lấy ra tiền vàng quá trời hôm nọ ở đâu ra? Câu thứ ba, 5 cây vàng hứa trả cho thầy bói mà Bích Trâm nói là đúng hay sai, sao không phản biện? Câu thứ tư, tiền đâu mà mua xe hơi? Có tin đồn là xe hơi cũ mua lại chưa kịp sang tên mà drama nổ ra, sợ quá nên trả lại cho chủ xe. Câu thứ 5, tiền đâu mà mướn luật sư, lập vi bằng, bồi dưỡng, thuê giang hồ Mã Lai, trong khi ngày tổ chức đám tang lại không có một cắt và sau khi đám tang phải bù thêm vài triệu. Tiền, xung quanh em toàn là tiền. Phượng Ve hãy tự xem xét lại mình nha. Xem thử sự chơi trẻ ngày nào nó ô dề ra sao. Im lặng là vàng, nhưng trong trường hợp này, im lặng là không thể có cách giải thích. Theo logic, em bán hết vàng cưới được 100 triệu, sau đám tang phải bù lỗ vài triệu, 89 triệu tiền BH thì tổng tiền em cầm là 200 triệu. Với số tiền 200 triệu ở Sài Gòn, em mướn nhà và ăn uống cả gia đình trong 8-9 tháng đã là gói ghém lắm rồi, thì tiền đâu mà làm những việc mập mờ kia? Quá khứ có thể là em không có, nhưng hiện tại nhân cách đạo đức em có quá nhiều điều đang giấu. Và nếu không giải thích được, tương lai của em chắc chắn chẳng có. Em cứ loanh quanh câu chuyện quá khứ của Hồng Loan để lơ đi vấn đề là thu chi đám tang bà của Hồng Loan. Có nhiều người bảo em thông minh khi là đạo diễn toàn bộ quá trình, nhưng xã hội này thông minh hơn em thì cả đống người. Quá khứ của Hồng Loan có thể thế này, có thể thế kia. Hồng Loan với Vũ Linh có thể thế này, có thể thế kia. Nhưng xét cho cùng, đó là việc của gia đình nhà Hồng Loan và chú Vũ Linh, chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình của em. Gia đình của bà nhà báo 20K, gia đình của bà nhà báo hay gia đình của thằng Hấp Diêm. Hiện tại Hồng Loan là nạn nhân của mẹ con Phượng Rùi và bè lũ bạn bè bất hảo của gia đình Phượng Rùi. Đôi bàn tay của Phượng Rùi che được bao nhiêu cặp mắt của cộng đồng mạng. Hiện tại Hồng Loan đã về đúng theo logic của cái vị trí là con gái của ông Hoàng và tương lai thì sáng hơn Phượng Rùi là điều chắc chắn. Quá khứ làm sao trở lại đây? Dùng tay xóa sạch những bầy hay, không thể che trời che thiên hạ, chỉ là làm lại sống chẳng ngay. Làm lỗi một thời của trẻ trâu, giờ đang sống tốt chẳng phải giàu. Ai đã không từng gây tội lỗi, chỉ ít hay nhiều ở những đâu. Tương lai hiện tại chẳng bao xa, khi tuổi càng tăng trí cũng già.
biết đúng hay sai mà dừng lại, liều mình hóa giải mới đi xa. Đừng nghĩ mình sai chẳng ai hay, trên đầu dưới đất chẳng ai biết, xung quanh tự khắc người qua lại, tài rỉ tai nhau, hót mỗi ngày. Năm nay tự hót có từ sao, chẳng phải lên ngôi chỉ thét gào. Người tìm chỗ ngủ rơi cả dép, kẻ đã thành sao tuột cả sao. Vừa rồi là một bài thơ của một vị khán giả ủng hộ Hồng Loan mà chúng tôi vừa sưu tầm được, xin phép chia sẻ đến quý khán giả. Nói về quá khứ, ai cũng có quá khứ, đây là điều không thể chối cãi. Nhưng về sau, Hồng Loan hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, con cái ngoan hiền, dù có vượt đổi sao dời, quá khứ ra sao, thì Hồng Loan vẫn mãi là con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con ve với mẹ của con ve, với cái quá khứ thối quắc, không biết chắc được ai là cha đứa bé, chơi tổng hợp quá, nhiều người đàn ông, xài qua đêm được rồi, bỏ của chạy lấy người, rồi nào là 5 căn nhà và 1.000 lượng vàng, nghe mà nhục chùm chưa, giờ già sắp xuống lộ mà vẫn chưa có cái chỗ, dung thân cuối đời, ăn mài từ đầu hè cho tới cuối sớm, không lo chuyện kiếm sống nuôi thân mà suốt ngày đi dành ăn, dành tài sản với con gái của người ta, hai mẹ con nhà phe đúng là chỉ bỏ tù mới có thể biết hối hận là gì. Thưa quý khán giả, dịp cuối năm của mọi người như thế nào? Chắc phải chạy suốt cả quần, tất bật công việc để đóng lại năm cũ và chào đón năm mới. Nghệ sĩ thì đi show hà rần, thời gian ngủ nghỉ còn không có. Bởi đây là thời gian nóng, cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Ai ai cũng mong muốn có một cái Tết ấm no và hạnh phúc bên người thân. Ấy thế mà một quán bún bò nằm sâu trong một con hẻm nơi cư ngụ của các nghệ sĩ lớn, chả hiểu sao họ lại nghỉ Tết sớm. Chắc có lẽ vì nhiều tiền làm cái live show thầu đám ma để giúp các nghệ sĩ lớn ăn dư ăn dạ hết cả năm, nên cần gì phải chạy show để lo một cái Tết ấm no như mọi người. Bởi vì rảnh rỗi dư thời gian mới lập hàng trăm nick ảo tung tin để hại người. Vừa qua, một nick có tên là Trần Mai Tâm đã phao tin chị Ni bị giám đốc văn phòng công tố viên tiểu bang bên Malaysia quyết định án phạt 7 năm tù. Thưa quý khán giả, khó như vậy mà kênh cũng có thể nghĩ ra. 10 tháng qua, chị Ni lộ diện trước truyền thông, bay đi bay về hàng chục nước, đến đại sứ quán Malaysia để làm việc. Thì liệu có chuyện chị Ni bị tuyên phạt 7 năm tù hay không? Tuổi này tham, nhưng tham ngu, chắc là không có được đi học trò. Bị chuyện nói xấu người ta thì hay, nhưng nhìn lại cái bản thân của mình đi, bị tống cổ đuổi ra khỏi nhà trong sự xa lánh của xã hội. Bán bún bò thì không có người ăn, phải đóng cửa, trực tiếp livestream bán hàng thì người chửi còn nhiều hơn người mua. Sự nghiệp ca hát, muốn được đi hát cũng phải bỏ tiền túi ra, mà tổ chức hát cũng phải đi năn nỉ khách, mua vé giùm, nhưng mà cũng chẳng ai mua. Nhà đài chính thống thấy hình ảnh quái vật, lại sợ sành cả mặt. Tết Tây, lễ Noel, ca sĩ, nghệ sĩ người ta lịch diễn kính mít, hà rần, còn quái vật lại huy động lực lượng não tàu hũ chửi bới để cướp nhà, cuối cùng cũng chẳng được gì, lêu, cái bọn bị tống cổ đuổi ra khỏi nhà, nhục nhã ê chề mà vẫn cổ phùng vậy. Thưa quý vị, liên quan đến việc chị Ni vào nhà của một Việt Kiều ở Malaysia, từ đó dẫn đến tin đồn Ni là giang hồ đòi nợ thuê. Vừa qua, thông tin của Việt Kiều này đã bị bại lộ, hóa ra người này cũng là kẻ lừa đảo, chứ không phải là người đàng hoàng. Theo thông tin chúng tôi cập nhật được, Ni đã nhận được một lời kêu cứu từ một người quen. Người này đã nhờ Ni lấy lại 10 tỷ đồng bị Việt Kiều Mã Lai và người chồng Mã Lai lừa đảo. Sau khi Ni ra tay nghĩa hiệp lấy lại tài sản bị lừa đảo, thì Việt Kiều Mã Lai kia đã thù. Chồng Mã Lai đã đâm đơn kiện Ni hồi tháng 9 đến tháng 11. Ni ủy quyền cho luật sư và vụ án đã kết thúc. Đơn giản chỉ có như vậy, nhưng phía Mai Tâm Thần Lương Văn Bình vỡ được thông tin này lại cứ như là bắt được vàng, phao tin là Ni lừa đảo bị truy nã, rồi kết án 7 năm tù, v.v. Trước việc chị Ni bị hiểu lầm, bị phao tin đồn thất thiệt, người nhận được ân huệ của chị Ni đã lên tiếng cung cấp giấy ủy quyền nhờ chị Ni đến nhà của bọn lừa đảo ở Malaysia để lấy tiền giúp. Nội dung giấy ủy quyền như sau. Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2022, giấy ủy quyền. Bản giấy này tôi ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Minh Thái, nội dung được thay mặt tôi để liên hệ và làm việc với bà Trần Thị Ngọc Hường, cùng chồng có quốc tịch và cư trú tại Malaysia. Được biết, bà Trần Ngọc Hường sau khi lừa đảo của vợ chồng chúng tôi số tiền tổng 205 tỷ đồng, sau đó bà Hường đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và về nhà ở tại Malaysia. Do chúng tôi cũng đã trình báo với công an Việt Nam về việc này nên hộ chiếu của vợ chồng chúng tôi đã bị công an thu giữ, vì chúng tôi không thể sang Malaysia để yêu cầu bà Hường trả lại tiền đã chiếm đoạt của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đồng ý ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Minh Thái ở Malaysia đến nhà vợ chồng bà Hường để yêu cầu bà Hường trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo và chiếm đoạt của chúng tôi.
đồng thời tự ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Minh Thái được phép nhận tiền và hiện vật do bà Trần Ngọc Hương và chồng trả lại tiền lừa đảo để mang về Việt Nam. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận và đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này. Người ủy quyền ký và ghi rõ họ tên, người nhận ủy quyền ký và ghi rõ họ tên. Kèm theo đó, trong bài viết của báo Công an Nhân dân có tiêu đề truy tìm đối tượng Trần Thị Ngọc Hương liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin nhân vật, nội dung bài báo trùng khớp với nội dung trong thư. Thông tin nhân vật, nội dung bài báo trùng khớp với nội dung trong thư ủy quyền đính kèm với ủy quyền và bài báo của Công an Nhân dân là đoạn video quay lại cảnh chị Ni và cảnh sát ập vào nhà của Ngọc Hương tại Malaysia. Đi đòi nợ mướn mà có cả cảnh sát đi cùng, chị Ni đỉnh quá vậy ta. Trong khi Phượng Trời còn đang chật vật đón Noel và chẳng biết là có cơ hội để đón năm mới cùng gia đình hay không, thì hiện tại chị Ni, giang hồ Mã Lai, theo lời tin đồn của các bọn kền kền, đang tận hưởng phút giây đoàn tụ cùng gia đình. Trên trang cá nhân, chị Ni đã vui mừng gửi lời chúc đến cộng đồng mạng, những người yêu quý chị. Chúng ta tập trung đón Noel, đừng gay gắt việc của người khác, lại làm cho chúng ta mất vui. Ta mãi đeo năm miếng đất để chứng minh hữu hiệu nhất, lại không chịu. Ta có gì ta cũng mất của như chơi, mà không chịu nắm lấy thời cơ. Cửa sau cả đám con gái vào những ngày lễ trọng đại. Đáng lẽ phải dành cho gia đình mình chứ, Merry Christmas mọi người. Chiều em được xài Facebook rồi nha mọi người, tâm thư gửi đến tập đoàn ẩu dâm, cho vay nặng lãi, trộm cắp, vân vân. Em chứ không phải ai đâu mà treo đầu cưỡi cổ.